chị? À, không. Làm cái gì mà nhấp nhòm suốt thế? Cô Giang ơi, cô có đơn hàng ạ. À, đây. Cháu gửi cô ạ. Ừ, cô xin, cô cảm ơn nhé. Dạ. Eo ơi, người có tiền sướng thật đấy. Suốt ngày mua hàng online. Chị ơi, cái gì đấy? Máy massage cổ. Ui, em xin, em cảm tôi ơn chị. Tôi mua cho cô đâu. Eo ơi, hôm qua tình cảm như thế, em tưởng chị mua cho em. Tôi mua cho Đức Anh. Sao chị bảo là không bao giờ qua bên đấy nữa? Tôi chỉ bảo là tôi không mang đồ ăn sang, chứ tôi có bảo là tôi không mang máy massage sang đâu. Em biết chị lấy cớ để sang thăm Đức Anh đúng không? Tôi việc gì phải lấy cớ, tôi muốn sang lúc nào chả được. Chị mà bỏ mặc được chúng nó, em đi bằng đầu. Còn cái gì cũng biết. Chị ơi, cho em thử một tí. Thử cái gì, đây là máy mới của người ta. Ra quét nốt đi. Nhà còn cái máy cũ, tí tôi đưa cho. Đi về, đi về, nghe anh, nghe anh. Bạn ơi, tôi quên mất chìa khóa xe với túi xách trên nhà bạn ơi. Em gì nữa? Rồi. Anh để anh lên nhà anh lấy cái túi. Không, anh em mình phải đi luôn. Anh gọi Ngọc đến đây đi. Em xin anh. Đây, khỏe lắm. Nhanh nhá. Chạy đi. Anh thương em một lần này thôi anh ơi. Đi đâu về đây? Hello. Sao mày ở đây? Thằng Nhân nó lên đây khóc lóc từ sáng. Tao với cả thằng Đức Anh phải bê nó xuống quán bia để ngồi. Nó đang say lắm rồi. Quên mất cái túi và chạy lên lấy con đưa nó về. Mà mày ngủ đến giờ này mới dậy đấy á? Làm tí sương sương buổi trưa. Sương sương buổi trưa? Chồng cái mắt sương húp lên kìa. Tao mà là mẹ chồng mày á, tao ngứa mắt. Đang yên đang lành đừng có gở mồm nhá. Gì? Hôm trước mày đi nhờ nhà vệ sinh đen lắm rồi đấy. À, cái quả đi ẻ mà dính tivi đấy á. Trò đùa mày à? Biến về đi, biến nhanh lên. Về. Mày đen lắm. Quân đến chơi hả cháu? Chơi nào cô ạ? Mẹ, sao mẹ qua giờ này ạ? Nhắn tin cho con, không thấy con trả lời. Đây, mẹ mang đồng phục đây. Con đã bảo là con qua lấy rồi, mẹ mang sang làm gì? Cô để cháu cầm giúp cho. Ừ. Đây, đã dặn rồi, không bao giờ nghe con. Quân khỏe không cháu? Cháu khỏe cô ạ. Thế sắp lấy vợ chưa? Cháu còn lâu lắm cô ơi. Đợi được bữa cỗ của cháu, lâu quá đấy. Thằng này á, có chó nó lấy nó mẹ. Nói thế à? Cô cứ kệ nó, con này toàn ngứa mồm ấy mà. Tao thế đấy. Sao? Gia đình mình hôm nay đông vui quá nhỉ. Em chào bà thông gia. Chào bà. Con chào mẹ ạ. Chào bác ạ. Quân đến chơi với Đức Anh đấy hả cháu? Dạ vâng ạ. Đức Anh đâu? Dạ. Đức Anh đang ở dưới quán bia. Cháu xin phép chạy xuống với nó đấy ạ. Chào cô, chào bác ạ. Này, có biến đấy nhá. Tao đang xuống đây.